Chiều ngày 27 tháng 11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự và trao huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên hiện cư ngụ trên địa bàn phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Văn Đẩu, sinh năm 1950, sinh hoạt tại chi bộ khu phố Lộc An, huy hiệu 45 năm tuổi Đảng trao cho đảng viên Nguyễn Minh Triều, sinh năm 1960, sinh hoạt tại chi bộ khu phố Gia Huỳnh, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trao cho năm đảng viên Trần Văn Minh, sinh năm 1959, Nguyễn Thị Kim Khánh, sinh năm 1959, cùng sinh hoạt tại chi bộ khu phố Lộc An, Bùi Tuấn Thanh, sinh năm 1955, sinh hoạt tại chi bộ khu phố Gia Huỳnh, Lâm Bình Yến, sinh năm 1958, Trần Thị Liên, sinh năm 1954, cùng sinh hoạt tại chi bộ khu phố Lộc Thành.